gấp 5 lần bị phốt của Jack Nam Củ, nói xấu Sơn Tùng, ăn chào Đà Bát với KICM, Virus, ngoại tình bỏ rơi con. Jack là nam ca sĩ được khán giả trẻ biết đến với loạt ca khúc có thành tích âm nhạc vô cùng khủng như Hồng Nhan, Sóng Gió, Bạc Phận, Đom Đóm. Sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo, tất cả các sản phẩm của Jack đều được đón nhận rất nồng nhiệt. Tuy nhiên, lượng fan đông đảo thì lượng người anti-fan của anh chàng cũng đông không kém. Sự xuất hiện của anti-fan vô cùng hùng hậu, phần lớn đều đến từ loạt scandal lớn nhỏ mà anh đã gặp phải trong suốt sự nghiệp. Có thể nói, những scandal dù lớn hay nhỏ, nhưng cũng gây ảnh hưởng rõ rệt đến sự nghiệp âm nhạc vốn chưa đủ vững chãi của Jack. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm lại 5 lần Jack bị phốt khiến anh dần đánh mất sự nghiệp nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Bị tố chảnh chọe, không chịu xuất hiện chung với Quân AP vì sợ làm hư hình ảnh. Vào năm 2019, hai cái tên Jack và KICM được xem là tân binh khủng long khi cho ra đời những ca khúc với loạt thành tích vô tiền khoáng hậu. Đi đôi với những thành công đầu đời đó chính là sự chảnh chọe do nhiều bên tố cáo. Sự việc xảy ra trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai, quản lý của Quân AP đứng lên tố cáo Jack có thái độ không muốn hợp tác với nam ca sĩ trong cùng một chương trình vì sợ làm hư hình ảnh. Sau khi drama này được nổ ra, Jack bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc và còn cà khịa bằng những lời nói khá nặng nề. Vụ việc này cũng được phía nhà sản xuất chương trình xác nhận. Sau đó, Jack cũng có trấn an người hâm mộ bằng những lời quan tâm. Cố gắng đi, đây chỉ là những bước đầu, không có gì phải lo, phải sợ hết. Nhưng mọi chuyện cứ để người ta như vậy. Người ta sống thế nào với mình cứ từ từ, không có gì phải lo cả. Sau khi drama này xuất hiện, Quân AP và bộ đôi Jack, KICM không hề lên tiếng đính chính hay phân trần, mà chính hai người quản lý của ba ngôi sao này đứng lên tố cáo nhau. Hàng loạt tình tiết được đôi bên tranh cãi qua lại, hé lộ nhiều góc khuất nhưng không đi đến đâu. Sau một năm scandal này nổ ra, Quân AP cũng đã lên tiếng về câu chuyện này. Câu chuyện với Jack đã qua rất lâu rồi, đến thời điểm này mọi người cũng hiểu đó chỉ là một hiểu lầm. Tôi không muốn nhắc lại hay lôi tên Jack vào bài phỏng vấn của mình nữa. Chưa dừng lại ở đó, ban tổ chức của một chương trình khác lại đứng lên chia sẻ, tố giác bộ đôi Jack và KICM tỏ thái độ sao hạng A. Khi đó, ban tổ chức của chương trình đã đăng tải clip, cắt phần trình diễn của bộ đôi trên nền tảng YouTube, nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Không lâu sau, đoạn clip này bỗng bốc hơi và làm dấy lên nghi vấn phía ekip của bộ đôi yêu cầu gỡ xuống. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức của chương trình này lên tiếng đính chính, đoạn clip biến mất chỉ là do lỗi kỹ thuật. Bị Virus tố beat không xin phép, vô ơn, hỗn hào. Tối mùng 7 tháng 3, trong phiên livestream của mình, Virus reaction ca khúc mới Thiên Lý ơi của Jack. Bên cạnh những lời khen có cánh dành cho cách thể hiện của Jack trong MV này, Virus cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và có phần sốc khi nhận ra đoạn nhạc trong phần điệp khúc của ca khúc giống với bản beat mà cả hai từng làm trước đó. Tuy nhiên, do một số trục trặc, cả hai không còn hợp để làm việc với nhau, nhưng Jack vẫn dùng bản beat demo của anh cho sản phẩm mới mà không hề xin phép. Tớ bất ngờ là vì nếu Jack mang bản demo có đánh này đi phối lại cùng với WN thì Jack phải nói với tớ một tiếng, nhưng Jack lại không nói câu nào, Virus chia sẻ. Trước khi nói ra điều này, Virus nhiều lần thể hiện sự khó xử và phân vân của mình sau khi xem xong MV. Chia sẻ của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Rạng sáng ngày 8 tháng 3, Jack có động thái đáp trả đàn anh. Nam ca sĩ vào thẳng trang cá nhân của Virus để lại bình luận cho rằng đàn anh nhận vơ, ăn hiếp đàn em và đưa tin bậy bạ. Beat trên mạng cũng có chứ đâu phải mới đây, demo 3-4 năm rồi, anh nói như thế anh làm beat vậy, đưa tin bậy bạ quay, Jack 97 viết. Ngay sau đó, Jack tiếp tục cập nhật bài viết nói rõ quan điểm của mình trên trang cá nhân. Dù không trực tiếp nhắc đến tên ai, nhưng cộng đồng mạng lập tức nghĩ ngay đến Virus. Cụ thể, Jack viết, chê rượu đắng nhưng vẫn nốc cho đầy họng mỗi lần anh ra cái gì đó. Lâu nay cứ im lặng cho hết bên này đến bên khác thêu dệt múa máy giết, quen cái tật láo nháo. Đứng trước mặt anh mà múa, câu view làm gì mấy đồng tiền lẻ, có bao nhiêu đâu mà ham dữ vậy. Không để sự việc đi quá xa, cùng ngày Virus đăng tải video giải thích rõ lý do anh reaction MV của Jack và cho biết anh luôn giữ thái độ công tâm khi làm bất kỳ video reaction về các nghệ sĩ. Đồng thời, nam streamer cũng khẳng định bản thân không có bật kiếm tiền khi react MV ca nhạc của các nghệ sĩ. Cuối cùng, để tránh xảy ra những sự việc rắc rối tương tự trong thời gian tới, Virus quyết định sẽ không làm video reaction liên quan đến sản phẩm âm nhạc của Jack. Cuộc chia tay ồn ào với KICM dứt áo ra đi khỏi công ty cũ. Vào cuối tháng 12 năm 2019, cả cõi mạng xôn xao trước hàng loạt nghi vấn Jack và KICM sắp toang. Nói có sách mách có chứng,
Ngay tại thời điểm đó, Jack bất ngờ bỏ hết thông tin liên hệ show, đăng dòng trạng thái báo cáo tình trạng sức khỏe của mình không ổn định. Tuy nhiên, tin đồn này lập tức bị bác bỏ sau khi bộ đôi này tung ra teaser của ca khúc Hoa Vô Sắc. Tưởng chừng như gia đình sẽ ấm êm, FC của Jack bất ngờ tiết lộ, nam ca sĩ đã bỏ về quê và tài sản duy nhất là đôi dép lê 14.000 sau gần 9 tháng lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Không dừng lại ở đó, FC của anh chàng cũng tố cáo công ty của KICM bóc lột chất xám cũng như sức lao động của nam thần tượng vì phải ra sản phẩm liên tục. Đặc biệt, tin đồn Jack dứt áo ra đi ngày càng rõ hơn khi KICM đã xuất hiện tại một sự kiện để biểu diễn mà không có sự có mặt của anh bạn thân và còn bật khóc nức nở khiến khán giả vô cùng hoang mang. Đỉnh điểm của sự việc là khi MV Hoa Vô Sắc được phát hành. Ngay khi ca khúc này vừa ra mắt vài phút, Jack đã có chia sẻ làm bùng nổ mạng xã hội. Jack cho biết Hoa Vô Sắc hiện vẫn chưa được viết xong. Bài hát trong MV vừa được phát hành chỉ là bản demo, chưa hoàn thiện phần lời nhưng đã cho ra mắt. Đồng thời, Jack cũng động viên người hâm mộ. Lo cho Jack lắm đúng không? Yên tâm, không khóc nhé. Mọi việc sẽ sáng tỏ khi Jack hồi phục sức khỏe. Đóm ơi, mình xin lỗi vì im lặng. Họ lấy của các bạn bao nhiêu nước mắt, Jack hứa sẽ lấy lại cho tất cả các bạn. Mình không cần gì cho bản thân mình lúc này, trả công bằng cho gia đình và fan tôi. Ngay sau dòng trạng thái của Jack được đăng tải, bạn bè của anh chàng đã hé lộ góc khuất sau 9 tháng cộng tác với KICM và mẹ nuôi cho khán giả hiểu rõ. Bạn bè của Jack cho biết, anh chàng bị quản lý rất nghiêm, ngay cả số điện thoại cũng do mẹ nuôi cung cấp. Ngoài ra, mẹ nuôi còn chủ động cắt đứt liên lạc giữa Jack và những nghệ sĩ tiền bối khác. Đặc biệt, Thái Vũ còn tiết lộ Jack từng bị hủy hợp đồng quảng cáo vì người mẹ nuôi yêu cầu phải mời cả KICM nên phía nhãn hàng không đồng ý. Ngoài ra, Thái Vũ Pháp TV còn hé lộ là từ khi vào công ty chung với KICM, Jack chỉ được bao ăn ở, quần áo, được đi diễn cho fan, một chiếc xe trả góp và hiện vẫn đang gánh nợ từ chiếc xe trả góp này vì đã rời công ty. Ngay sau loạt tố cáo của nhiều bên, trên trang quản lý nghệ sĩ ICM Entertainment đã xóa tên Jack ra khỏi danh sách, đồng thời thông báo MV Hoa Vô Sắc là sản phẩm kết hợp cuối cùng của Jack và KICM trong năm 2019. Sau đó, Jack cũng chính thức rời khỏi công ty và ở ẩn một thời gian dài. Đầu tháng 3 năm 2020, anh chàng đầu quân về phía công ty quản lý mới và chính thức trở lại với sản phẩm là Một Thằng Con Trai, cùng loạt MV khác như Lay La Lay, Hoa Hải Đường, Đom Đóm. Gia nhập công ty mới chưa lâu, Jack tiếp tục vướng vào nghi vấn là nhân vật trong clip nói xấu Sơn Tùng và Virus. Vào tháng 5 năm 2020, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip được cho là Jack đang có những chia sẻ trò chuyện, nói về Sơn Tùng và hot streamer Virus với lời lẽ không được tốt đẹp. Trong đoạn clip, khán giả có thể thấy hình bóng của một nam thanh niên có dáng người khá giống Jack, cùng chất giọng miền Tây đặc trưng. Đoạn clip có nội dung, người được cho là Jack đã khẳng định Sơn Tùng MTP không phải là tác giả của ca khúc Nơi Này Có Anh, đồng thời công khai gọi Virus, một người khá thân thiết với Jack, bằng từ thằng. 4 bài đến 5 bài, nó nhờ thằng Virus viết một bài, đang viết, bây giờ nó đang đi chiến thuật là hát nhạc người khác. Cái bài Nơi Này Có Anh là của clip bị mất tiếng mà nó để tên là nó viết. Phần nói chuyện được cho là Jack trong đoạn clip. Ngay sau khi đoạn clip được viral trên mạng xã hội, nhiều người đã soi được một chi tiết. Trong đoạn clip, tay phải đeo một chiếc vòng có vẻ như là làm từ kim loại, rất giống với chiếc vòng trong tấm ảnh tự chụp của Jack được đăng tải. Tuy nhiên, đoạn clip được quay trong khung cảnh khá tối nên cũng không thể nào xác minh thực hư. Scandal lớn nhất không ai tin nổi, tố Jack bắt cá nhiều tay và có con với nữ diễn viên chính MV Sóng Gió, Thiên An. Tối ngày 7 tháng 8 năm 2021, một cô gái trẻ đã đứng lên tố Jack có hành động bắt cá hai tay và đỉnh điểm hơn nữa chính là có con với Thiên An, nữ chính MV Sóng Gió. Sau khi tin đồn này nổ ra, cả cõi mạng đã có một đêm hit drama mệt mỏi và ngóng trông xem thực hư ra sao, khi nào thì Jack sẽ lên tiếng xác minh vụ việc này. Cụ thể, theo cô gái này, cô và Jack hẹn hò từ tháng 3 năm 2020. Trong một lần tình cờ, cô có được số điện thoại của Thiên An, bạn gái tin đồn của Jack, và tra hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Cũng từ đây, cô nàng phát hiện nhiều nghi án về nam ca sĩ, trong đó có chuyện Jack bắt cá hai tay, có con riêng và người đó chính là Thiên An. Bên cạnh những lời chia sẻ này, cô nàng TV này còn đăng tải thêm loạt bằng chứng để xác thực câu chuyện của mình chia sẻ là 100% sự thật. Ngay sau khi tin đồn nổ ra, cộng đồng mạng ngỡ ngàng, ngơ ngác và chắc chắn là phải bật ngửa. Với một fan hit drama bổ phổi như này, netizen cũng khẳng định đây là scandal lớn nhất sự nghiệp của Jack. Scandal Jack bắt cá nhiều tay thời điểm đó và có con chung với Thiên An đã chiếm trọn spotlight của làng giải trí. Thiên An đã lên tiếng xác nhận cô và Jack có một con gái chung là bé Yên Đan, hiện 4 tháng tuổi.
Tuy nhiên, khi bé Indan được 20 ngày tuổi, thì Thiên An và Jack đã chia tay vì nữ diễn viên phát hiện Jack phản bội mình. Thiên An cũng cho biết, hiện tại mỗi tháng mẹ của Jack gửi cho cô số tiền 5 triệu đồng để chu cấp nuôi con. Chia sẻ của Thiên An khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bởi lúc đó Jack đang là một nghệ sĩ trẻ nổi đình đám và gặt hái được nhiều thành công trong showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1997 chưa bao giờ tiết lộ thu nhập, song có nhiều tin đồn cho rằng cát xê của Jack lên đến 280 triệu đồng mỗi show. Anh còn kiếm tiền khủng từ các hợp đồng quảng cáo, doanh thu từ các MV trên YouTube hay tham gia các show truyền hình. Vì vậy, số tiền hàng tháng mà Jack thu về chắc chắn là một con số không nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân khiến Jack càng vấp phải thêm nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đánh giá nếu lời Thiên An nói là đúng thì số tiền Jack chu cấp cho con là quá bèo so với thu nhập khủng của mình. Bên cạnh đó, không ít mẹ bỉm sữa còn khẳng định với số tiền 5 triệu đồng thì không đủ nuôi một đứa trẻ.